Ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn có 2 người tử vong do sụp giếng nước tử thần. Nạn nhân là một phụ nữ sinh năm 1963, cùng người chồng sinh năm 1964, trú thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh, tử vong lúc 10 giờ ngày 2 tháng 11. Thời điểm trên, người vợ đang làm cá cạnh giếng nước, còn người chồng bơm nước lên bồn và nói chuyện cùng vợ. Bất ngờ giếng nước phát nổ, thành giếng bị nuốt chửng, kéo theo hai vợ chồng xuống giếng. Đất đá ập xuống khiến hai người tử vong. Theo ông Thế, người dân xã Vạn Ninh có thói quen đào giếng sâu, rộng, sau đó cho đẩy bê tông lên thành giếng, lắp máy bơm, bơm nước sinh hoạt. Giếng nước lâu ngày không được bảo dưỡng, lại đậy lâu năm nên bị xói lở bên trong, nên người dân không hề hay biết vẫn sử dụng bình thường. Ông Nguyễn Văn Thế cho biết, xã đang cho rà soát lại hàng trăm giếng nước như thế này, yêu cầu người dân kiểm tra có phương án duy tu sửa chữa nhằm tránh tai nạn xấu xảy ra.